Và vô ta coi đại đó để à, bỏ đồ giục đồ lên đại đang đi nữa mà về về bắt đầu mới làm việc lại. Trời ơi, lấy nước bỏ vô cái tủ lạnh đang cho nó lạnh nó Lấy uống. nước vô đi, bỏ vô. Bỏ khi nào nước có khi Ừ, nào bỏ nước vô giờ ăn ba con cua ăn ba cái con tôm vô. Giờ hùm nó khát nước quá. nó con lòi luôn tại vì nó biển nó mặn quá trời cứu tôi với. Thấy không? Cãi không mà bỏ một đống đồ của người ta, cái lotion ở đây nè má ơi. Trời Trời ơi ơi, kiếm cái lotion lòi con mắt. chủ má nó về không mà về để tôi tắt nè tắt nè tôi chửi cái con chủ lồn này cái gì. Ê, xin lỗi xin lỗi nha xin lỗi nha tức quá hồi nãy để vừa mày không kiếm này mày lấy cái bao trái cây mình không kiếm luôn ai vậy bỏ bao trái cây rồi tôi đi tôi mới bỏ vô trong đây cho nó được nó tươi cho thôi ăn rồi nó hư hết Làm lại bỏ cái chai lotion vô trong thôi túi nó sợ trong cái cây quỷ thần nó kiếm cái trái nước trái trái trời ơi bây giờ xuất lotion lên là coi như là nó mát rồi. mà bạn này đi quay ở đứng như này mà quay xuống hồi nào hồi sáng tôi có quay chưa ta quay gì xuống cái hồ có đẹp rồi mà quá sống ha rồi coi mà mà tôi quay thường bây giờ có thấy không tôi thua rồi đâu thấy ai nữa không đâu đâu có biết trời ơi má ơi có ai dưới không 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 có người nhưng mà nó vẫn mở đèn nha quá đẹp nè ở phía dưới rồi con khi nào ở trong phòng bị cha nó chửi rồi rồi tắt luôn.